Xin kính chào tất cả các bác. Vàng Vọng đang sở hữu một chiếc đồng hồ rất là hay. Nó sẽ giải đáp nhiều cái khúc mắc và phân vân trong quá trình mà các bác đang đi tìm hiểu, sưu tầm một chiếc đồng hồ ưng ý, phù hợp với cái không gian, phù hợp với cái tiếng chuông mà các bác thích. Và các bác nhìn sơ qua thì các bác có thể thấy một chiếc đồng hồ sở hữu cái thiết kế ngoại hình bên ngoài không khác gì một chiếc đồng hồ Odo 368 thùng dài, đúng không ạ? Đấy là cái vấn đề mà em muốn giải đáp cái thắc mắc cho các bác. Nhiều bác rất là thích tiếng chuông và thích cái kiểu dáng thùng dài của những chiếc đồng hồ Odo 368. Nhưng 368 là một cái dòng máy đứng đầu của Odo máy 8 Pháp nên giá trị sưu tầm của nó khá là cao so với những chiếc đời cùng đời, đúng không ạ? Ví dụ như đời 30, đời 24 đấy thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Thế nên một số bác với cái số lượng gọi là cái vấn đề về cái việc giá trị sưu tầm thì các bác có hạn, thì các bác lại muốn một chiếc đồng hồ nó mang kiểu dáng như một chiếc Odo 36 này, tiếng chuông cũng như thế này, với cái tầm giá dưới 20. Thì tại sao các bác không chọn cho em chiếc đồng hồ em đang quay đây? Về kích thước chiều dài em đo được đó là từ trên đỉnh các bác ạ, đi xuống dưới phần đế của chiếc đồng hồ em đo được là rơi vào khoảng tầm 68 cm. Về bề ngang 34. Và nhìn bên ngoài thì nhiều bác sẽ bảo đây là cái thiết kế của chiếc Odo 368, đúng không ạ? Thứ nhất, thùng dài vân nu được chạm những cái bông quả đấy các bác này, chạm bông quả trực tiếp trên nền cánh thùng, đối xứng hai bên cánh thùng, mặt bác giác đứng không khác gì. Bên dưới sở hữu một cái phần kính tạo hình mài viền, được ghép từ ba mảnh kính mài viền cũng tương tự như thế này. Thiết kế xếp chồng bên dưới đáy để tạo cho cái nét đẹp hoàn hảo cho chiếc đồng hồ cũng như thế này. Về ngoại hình thì không khác gì chiếc 36 rồi, đúng không các bác? Thực sự là không khác luôn. Và em cũng xin công bố luôn, đây là một chiếc đồng hồ đến từ đất nước Đức và sẽ thuộc thương hiệu nổi tiếng, đó là thương hiệu Kenizer. Kenizer khi nhắc tới thì các bác sẽ biết là hiện tại bây giờ thương hiệu Kenizer này vẫn còn đang phụ trách cái việc đó là sản xuất những cái cỗ máy đồng hồ tủ đứng cho nhiều thương hiệu khác nhau của đất nước Mỹ, đặc biệt là như những chiếc đồng hồ Howard bản tổng thống này. Thì các bác sẽ thấy chúng ta sẽ có hiện diện của những cái bộ máy của thương hiệu Kenizer sản xuất. Đấy. Quan trọng nhất vẫn là cái tiếng chuông. Giải đáp luôn cái phần tiếng chuông để các bác được thỏa mãn luôn. Điều bên trong. Đầu tiên thì nhận xét qua một chút về ngoại hình đã. Một chiếc Kenizer nguyên bản các bác nhé. Nẹp kính trên này, nẹp kính dưới đầy đủ này. Một cái phần mặt số xuất sắc của các bác ạ. Nếu mà nhận xét về cái phần mặt số của chiếc Kenizer này thì em nhận xét nó còn đẹp trên 98%. Em xin được quay chậm để các bác được nhìn từng chi tiết và để các bác nhận định xem có đúng như lời em nói không. Bộ 12 số đây các bác nhé. Một cái phần kim đặc trưng của thương hiệu Kenizer. Và đây là tên của người chủ sở hữu các bác nhé. Ba lỗ vành khuyên cót gần như là không có cái vết gọi là móp hay là cái vết xước xác quá nhiều trong cái việc mà người chủ cũ người ta sử dụng. Có thể nói là người chủ người ta sử dụng rất là tốt luôn. Niềng bên dưới kết hợp sẽ có là một cái phần quả nắc tròn xoáy đồng tâm, tạo tia rất là đẹp. Những cái phần quả nắc này thì hạn chế về sao? Hạn chế về cái gì? Là rất là đẹp. Nhưng các phải để ý kỹ là quả nắc em đang quay đây không có một cái vết móp nào thì nó mới đẹp được. Còn những cái phần quả nắc xoáy tia này có một chút cái vết móp nó sẽ ảnh hưởng luôn, vì cái tia sáng chảy tia này sẽ võng xuống cái phần bị móp các bác nhé. Đây là một cái phần quả nắc rất là đẹp. Tay cót zin còn đây các bác này. Đây là tay cót zin này. Các phụ kiện đi kèm thế này. Những cái đầu dây khóa chuông các bác nhé. Bắt cầu hai bên còn đầy đủ này. Và tất nhiên rồi, Kenizer thì chúng ta sẽ có một cái phần củ gông đặc trưng luôn, có chuyện cứ Kenizer. Và bên trong chúng ta sẽ có một cái phần logo tên thương hiệu, đó là một cái phần đồng hồ này và hai đôi cánh hai bên. Tương tự trong bộ máy cũng thế. Thử chuông xong thì em sẽ tháo cái bộ máy ra để các bác được chiêm ngưỡng. Còn bây giờ em mời các bác cùng em nghe qua cái tiếng chuông xem nó có giống như những chiếc Odo 368 mà em giới thiệu ban đầu không. Thank you.
Đây là tiếng chuông của chiếc đồng hồ Kenizer trên cái bộ cung thép, gồm 8 thanh cung thép. Và âm thanh thì các bác tự nhận định nhá. Đối với cá nhân em thì tròn tiếng, độ ngân có rất là hay. Và mời các bác cùng em đi ngắm nhìn cái bộ máy ở bên trong của chiếc đồng hồ Kenizer này đang sở hữu. Và đây là cái bộ máy Kenizer em vừa tháo ra. Đây là cái cụm cơ chế đánh nhạc của chiếc đồng hồ Kenizer. Sẽ có một cái phần quả nô gai dạng bánh răng như này các bác nhá. Để tiếp nối. Đây, đây là những cái cần này. Cần và mỗi cần chúng ta sẽ có một cái nhíp đây các bác này. Nồi cót bên dạo nhạc này. Đây, đây là bộ 8 đầu vô da. Còn căng tròn các bác ạ. Bảo sao tiếng chuông rất là tốt. Đây là cái biểu tượng logo đây các bác nhá. Đặc trưng luôn. Đồng hồ cát, hai đôi cánh hai bên nó sẽ tương xứng với cái phần logo ở bên trong cái phần củ công các bác ạ. Và đây là một cái bộ máy Kenizer em nhận xét nó còn đẹp nguyên bản và đẹp trên 95%. Tự các bác có thể nhìn và đánh giá giúp em nhá. Những cái phần nào trục thép thì nó sẽ trắng trắng một thép như thế này các bác này. Bên trên cũng thế các bác ạ, rất là đẹp luôn. Đây, trục còn trắng sáng một thép đây các bác này. Rất là mê luôn. Đây sẽ là cụm đánh nhạc bên phần dạo nhạc. Còn đây là sẽ phải cần để điểm giờ các bác ạ. Điểm giờ đây. Và đây sẽ là những cái đầu dây để khóa nhá. Các bác sẽ kéo xuống này, khóa chuông này. Bên này cũng thế các bác này, kéo để khóa chuông này. Đấy, một bộ máy nguyên bản, một tiếng chuông hay, một thiết kế thùng đẹp, không khác gì những chiếc ô đồ 36. Thế nên này bảo ấy thì tất nhiên rồi, cũng 9-10 như nhau thôi các bác ạ. 9-10 như nhau, vì sao? Vì chiếc 36 nó đã phải khoảng tầm hơn 30 triệu rồi. Nhưng mà đối với chiếc Kenizer này thì dưới 20 triệu thôi. Thì đấy là cái vấn đề là nhiều bác muốn cái hình dáng như những chiếc 36 này. Hoặc là cái phần âm thanh nó gần như tương tự như chiếc 36 thì các bác mới chơi cho em chiếc Kenizer này. Còn những bác nào mà đủ khả năng thì các bác vẫn nên chơi cho em một chiếc đồng hồ Odo 36. Đây là cái video để em còn giải đáp một số thắc mắc để giúp các bác lựa chọn một chiếc đồng hồ phù hợp với cái giá trị sưu tầm mà các bác đề ra. Đấy. Chứ em không phải là so sánh chiếc Kenizer này nó ngang bằng so với một chiếc đồng hồ Odo 368. Vì đấy nên các bác phải để ý kỹ. Chất lượng của từng chiếc và từng thương hiệu nó sẽ có giá trị khác nhau. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên đồng hồ Vang Vọng.